Trước khi bước vào trận giao hữu với đội tuyển Đức, lúc 23:15 đêm ngày 24 tháng 6, huấn luyện viên Mai Đức Chung đã khẳng định đội tuyển nữ Việt Nam còn khoảng cách lớn về trình độ so với đối thủ. Mục tiêu chính của đội tuyển nữ Việt Nam là cọ sát, học hỏi để sẵn sàng đối đầu với những đội bóng đẳng cấp tương tự là Mỹ, Hà Lan tại vòng chung kết World Cup nữ 2023. Trước đội bóng đang xếp thứ hai trên bảng xếp hạng FIFA, huấn luyện viên Mai Đức Chung đã đưa ra đội hình 5-4-1. Thủ môn Kim Thành, hậu vệ Thu Thảo, Thu Phương, Diễm My, Trần Thị Thu, Hoàng Thị Loan. Bộ tứ vệ Thanh Nhã, Dương Thị Vân, Thúy Hằng, Bích Thủy. Tiền đạo mũi nhọn, đội trưởng Hải Yến. Không có gì bất ngờ khi đội tuyển nữ Đức chủ động đẩy cao đội hình tấn công mạnh mẽ ngay từ khi nhập cuộc. Họ muốn dùng thể hình, thể lực và cả đẳng cấp để đè bẹp chúng ta ngay từ những phút đầu tiên. Phút thứ 3, Anjomi đã có một pha đi bóng đầy tốc độ xâm nhập vòng cấm bên cánh phải trước khi chuyền ngang cho Krumbigen đánh gót điệu nghệ cận thành mở tỷ số. Thua trước, nhưng đội tuyển nữ Việt Nam không nao núng trước đối thủ hơn hẳn về mặt thể hình, thể lực và chủ động đá pressing áp sát mạnh mẽ. Phút thứ 14, Hải Yến chấp cơ hội sút bóng nhanh từ ngoài vòng cấm để khiến cho thủ thành Mellerform giật mình, dùng chân cản phá bóng. Quyền kiểm soát bóng trong phần lớn thời gian thi đấu thuộc về đội tuyển nữ Đức, nhưng hàng thủ số đông có chiều sâu, bọc lót tốt cho nhau của đội tuyển nữ Việt Nam vẫn đứng vững. Phút 27, tiền vệ đội trưởng Sarah Dabrice đang khoác áo Lyon chuyền bóng tinh tế cho Hagen thoát xuống, nhưng cầu thủ này lại đá nỗi vọt xa đáng tiếc. Phút 39, đến lượt chân sút mũi nhọn Kostler đệm bóng cận thành, nhưng thủ môn Kim Thành vẫn kịp thời khép góc cản phá. Pha bóng đáng chú ý nhất của đội tuyển nữ Việt Nam trong hiệp 1 xuất hiện ở phút 42 khi Thúy Hằng nỗ lực chuyền bóng vào từ bên cánh trái cho Dương Thị Vân sút hiểm hóc ngoài vòng cấm. Đội thủ môn Mellerform phải bách người hết cỡ cứu thua cho đội tuyển nữ Đức. Sau giờ nghỉ, thế trận vẫn không có gì thay đổi. Chỉ khác là nếu trong 45 phút đầu tiên đội tuyển nữ Đức tấn công nhiều bên cánh phải, thì sang hiệp 2 họ lại tấn công chủ yếu bên cánh trái, kết hợp với những pha tấn công trùng lộ nhiều hơn. Phút 55, Freigang phá bẫy Việt Vị thoát xuống, sút bóng hiểm hóc từ ngoài vòng cấm, khiến thủ môn Kim Thành chỉ còn biết đứng nhìn, nhưng bóng lại đi chạy cột dọc trong gang tấc. Phút thứ 64, huấn luyện viên Mai Đức Chung đã quyết định đưa ra 3 sự thay đổi người liên tiếp nhằm vào tuyến giữa. Dương Thị Vân, Thúy Hằng, Bích Thủy rời sân, nhường chỗ cho Thái Thảo, Vũ Thị Hòa, Tuyết Dung. Đội tuyển nữ Việt Nam vẫn thể hiện được nền tảng thể lực đảm bảo trên những pha luân chuyển bóng nhanh trên khắp mặt chân của đội tuyển nữ Đức. Phút thứ 74, huấn luyện viên Mai Đức Chung đã đưa Mỹ Anh vào sân thay Thu Thảo ở vị trí hậu vệ phải. Phút thứ 77, Clyde Henner mới vào sân đã chuyền về lỗi và để cho Tuyết Dung bắt bài thoát xuống đối mặt với thủ môn Mellerform. Tiếng là phát sút bóng của Tuyết Dung ở góc hẹp sau nỗ lực đi qua thủ môn đối phương đã đưa bóng đi ra cạnh lưới. Không tận dụng được sai lầm của đối phương để gỡ hòa, phút thứ 80, đội tuyển nữ Việt Nam phải nhận bàn thua thứ hai. Trung vệ Trần Thị Thu mắc lỗi vị trí khi bắt Việt Vị để cho đội tuyển nữ Đức thực hiện một pha phối hợp đẹp mắt và người dứt điểm cận thành gia tăng cách biệt là Janina Minger, số 29. Phút thứ 83, huấn luyện viên Mai Đức Chung đưa Vạn Sự vào thế trôi cho đội trưởng Hải Yến và Vũ Thị Hòa được đẩy lên đá tiền đạo cắm. Phút thứ 85, từ một đường chuyền vượt tuyến, Vũ Thị Hòa còn khỏe, bứt tốc loại bỏ hậu vệ đối phương thoát xuống đối mặt với thủ môn Mellerform. Nhưng một lần nữa, thủ môn đang khoác áo Wolfsburg vẫn chứng minh được bản lĩnh và tài năng khi cản phá thành công cú sút của Vũ Thị Hòa, cứu thua cho đội tuyển nữ Đức. Khoảng 8 phút cuối trận, đội tuyển nữ Việt Nam cố gắng đẩy cao đội hình, tìm kiếm bàn gỡ. Và phút 90+2, niềm vui đã tới với rất đông các cổ động viên Việt Nam có mặt trên sân Bibernburg. Thành Nhã có pha bứt tốc mạnh mẽ ở phút bù giờ thứ 3 để mang về bàn thắng tuyệt đẹp. Vừa chạy với tốc độ cao, vừa dứt điểm tốt như thế là điều mà các cầu thủ nam của đội tuyển Nam cũng không làm được. Pha lập công này nhiều ý nghĩa cho đội tuyển nữ Việt Nam. Nó chứng tỏ rằng nếu chơi đúng tự tin, chúng ta hoàn toàn có thể làm nên chuyện. Các cô gái đội tuyển nữ Việt Nam đã vui vẻ chụp ảnh selfie làm kỷ niệm sau khoảnh khắc vô cùng đáng nhớ này. Thua trận chung cuộc 1-2, nhưng đội tuyển nữ Việt Nam đã tự tin, trưởng thành hơn rất nhiều trong các cuộc đọ sức với những đội bóng châu Âu có thể hình, thể lực tốt hơn hẳn như đội tuyển nữ Đức. Nếu ai nghĩ chúng ta là lót đường ở World Cup sắp tới, họ sẽ phải trả giá. Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ còn 2 trận giao hữu quốc tế gặp Tây Ban Nha và New Zealand trước khi bước vào World Cup. Về phía người ghi bàn, chắc hẳn nhiều người không xa lạ với cái tên Thành Nhã, cô gái được ưu ái gọi là vợ quốc dân này, sinh ra trong một gia đình vốn không ai theo nghiệp thể thao, chứ đừng nói là bóng đá. Song những trận đấu ở giải phong trào bóng đá nữ huyện Thường Tín, Hà Nội đã nuôi dưỡng tình yêu với môn túc cầu của cô bé mới 10 tuổi lúc bấy giờ. Rồi một ngày nọ, Thành Nhã lọt vào mắt xanh của ông bầu Dương Khắc Kiểm, người thành lập đội bóng sân làng xã Nghiêm Xuyên, huyện Thường Tín. Vậy là Thanh Nhã ở tuổi 13 chia tay gia đình để bắt đầu cuộc sống tự lập tại trung tâm đào tạo bóng đá Hà Đông. Cô kinh qua đội trẻ của Hà Nội FC, tham gia các đội dự tuyển U14, U15 trước khi lên triệu tập U19 Việt Nam. Không ủng hộ con chơi bóng đá là vậy, nhưng chính bà Vũ Thị Chi, mẹ của Thanh Nhã, mới là người không bỏ sót bất cứ trận đấu nào của con gái mình.
Con bé bình thường nhỏ nhẹ, dịu dàng mà lên sân như một chiến binh, hễ bóng đến chân là bứt tốc. Bà Chi hồ hởi và đầy tự hào khi nhận xét về con gái của mình với báo giới. Năm 2021, Thanh Nhã có bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của đội áo số. Cô gái sinh năm 2001 được huấn luyện viên Mai Đức Chung gọi lên tuyển nữ Việt Nam ở SEA Games diễn ra tại sân nhà. Tại đại hội khi đó, Thanh Nhã không có được nhiều dấu ấn, song tấm huy chương vàng cùng với các đàn chị tạo động lực lớn cho cô gái quê thường thí này. Tháng 9 năm đó, Thanh Nhã có bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển nữ Việt Nam ở màn hủy diệt 16-0 trước Maldives. Vài tháng sau, huấn luyện viên Mai Đức Chung lựa chọn Thanh Nhã vào đội hình tham dự vòng chung kết Asian Cup 2022 tại Ấn Độ. Chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 như nhiều đồng đội khác, ra sân với thể lực không tốt và bị chuột rút liên tục, Thanh Nhã vẫn chạy đầy nhiệt huyết trên sân. Nghị lực ấy của cô gái 21 tuổi phần nào đóng góp vào tấm vé lịch sử dự World Cup 2023 của đội tuyển nữ Việt Nam. Cơn lốc đường biên cũng được giữ mùa điệu dành cho Thanh Nhã sau khi chứng kiến tốc độ, sự năng nổ của cô gái này ở giải vô địch quốc gia cũng như các trận đấu của đội tuyển nữ Việt Nam. Trận chung kết SEA Games 2023 giữa đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển Myanmar chứng kiến đứa con thần gió Thanh Nhã thể hiện biệt tài ấy. Nhận bóng từ cánh phải, cô thực hiện pha bứt tốc trước khi tung cú lốp bóng đầy táo bạo vượt qua tầm với của thủ thành đối phương. Theo lời huấn luyện viên Mai Đức Chung, đó xứng đáng là bàn thắng đẹp nhất tại môn bóng đá nữ Đại hội Đông Nam Á tại Campuchia khi ấy. Tôi rất vui với pha lập công ấy. Bác Chung đã trêu tôi rằng ở bán kết trước Campuchia con chưa ghi được bàn, vậy nên trước Myanmar con phải cố ghi một bàn thật đẹp cho bác nhé. Thanh Nhã bồi hồi nhắc lại khoảnh khắc ghi tuyệt phẩm giúp đội tuyển nữ Việt Nam giành huy chương vàng SEA Games 2023. Tiếp nối phong độ cao, Thanh Nhã ngày càng nâng cao tốc độ trong những pha leo biên. Ở đợt tập huấn hướng tới World Cup 2023 ở New Zealand và Australia, Thanh Nhã đã cố gắng cải thiện kỹ năng dì bóng, qua người và dứt điểm. Trong trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và U23 Ba Lan cách đây không lâu, chính Thanh Nhã góp công không nhỏ trong bàn thắng rút ngắn tỷ số với cú sút phạt từ khoảng cách 25m đi khá khó chịu, để rồi chơi bóng bật ra và được Ngân Thị Vạn Sự bằng vào dứt điểm thành công. Sức trẻ và sự nhanh nhẹn của Thanh Nhã hứa hẹn sẽ giúp cho đội tuyển nữ Việt Nam có một quân bài tẩy lợi hại để thêm tự tin hướng tới vòng chung kết World Cup 2023. Trước những bà lớn thế giới như đội tuyển Mỹ, Hà Lan hay ẩn số Bồ Đào Nha, cơ hội để đội tuyển nữ Việt Nam tạo ra bất ngờ là không lớn. Nhưng những pha bóng đột biến có thể mở ra cơ hội nguy hiểm là điều mà huấn luyện viên Mai Đức Chung chờ đợi. Và những pha lơ biên có tính đột biến cao đến từ Thanh Nhã có thể nằm trong tính toán của chiến lược gia lỗi lạc của bóng đá nữ nước nhà.